Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu. Đây là ngôi nhà mình mua được 1 tháng rồi, đang sửa sang lại từ hôm rày. Ở Việt Nam quê hương rất là tuyệt vời. Anh chị các bạn thấy cái cuộc sống ở quê nhà tạo nên những cái công ăn việc làm cho mọi tầng lớp xã hội của người dân. Đây là công trình của mình. Mình phải nói là rất là cảm ơn bác và đảng đã cho mình có cơ hội về quê hương làm ăn và kiếm được chút vốn. Giờ mình sắm sửa nhà cửa. Các bạn thấy không? Hoành tráng không hả? Cái lời mình giỏi không ạ? Tự mình khen mình, không ai khen mình khen mình cho nó. Đây là công trình của mình, gần xong rồi. Đấy, là mình sẽ năm nay mình ăn Tết ở quê nhà. Bởi vì phải phấn đấu làm ăn vươn lên mọi lúc mọi nơi. Anh chị các bạn biết Lợi Minh bắt đầu con đường sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng, từ đi làm cu li và làm đủ mọi cách, làm bồi bàn, rồi nói chung là công việc gì cũng phải làm hết. Cuộc sống nó phải như vậy, mình phải trả cái giá rồi mình mới có những cái sự hiểu biết và học hỏi, bước vào những con đường, chứ không phải tự nhiên trên trời rớt xuống, ngồi đó cứ là trông chờ chính phủ, trông chờ người này kia cho ăn, rồi không về thấy người khác thế này thế nọ, ngồi đó mình cứ than vãn trách móc chính phủ là tại sao không lo cho mình thế này thế nọ. Tôi nói anh chị các bạn, mình phải đứng trên đôi chân của mình. Các bạn đang có một thể chế rất là tốt, tạo ra mọi công ăn việc làm đời sống cho người dân. Tôi nói anh chị các bạn, tôi về với quê hương những cái tầng lớp lao động xã hội như thế này nè, là những người họ đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước rất rất là mạnh. Ngày nào mà anh chị các bạn đi đến một đất nước mà thấy những tầng lớp lao động mà họ có công ăn việc làm và đời sống họ như thế này đó, là các bạn nhìn thấy một đất nước đang thịnh vượng và phát triển. Mà các bạn về mà các bạn thấy những tầng lớp lao động quốc gia nào đang nữa đi đến đó, mà họ phải xếp hàng thất nghiệp đi lãnh trợ cấp xã hội, là những cái quốc gia đó rất là khó khăn, đời sống cực kỳ. Bởi vì cái tầng lớp lao động phổ thông đó, các bạn đừng coi thường họ, đừng bao giờ coi thường họ. Họ là những cánh tay đắc lực của một thể chế, của một đất nước phát triển. Các bạn đừng nghĩ cỡ như Phạm Nhật Vượng hay này là những người bỏ tiền ra đồ sổ hay này nọ, thấy là khủng khiếp, đại gia đồ dữ dằn. Mấy tay đó là chỉ là những cái thành phần gọi là quăng tiền qua cửa sổ thôi. Tôi nói chỉ mấy thành phần đó nó sống tiền bạc của nó dư thừa rồi. Những cái thành phần như cỡ như Phạm Nhật Vượng, nếu mà không có những tầng lớp lao động này, tôi nói chị các bạn biết Phạm Nhật Vượng cũng húp cháo thôi. Tôi nói thật đấy. Thành ra tôi không có coi trọng vấn đề mà người giàu hay là đại gia thế này nọ. Tôi coi trọng tầng lớp lao động, tại vì họ đóng góp rất là lớn vào trong cái tầng lớp. Các bạn thấy ở Việt Nam nhiều khi mình cần dọn dẹp nhà cửa, hôm qua mình ăn uống xong rồi đồ nhiều quá, vợ của cái đứa em nó làm thợ hồ, nó để mai kêu vợ lại dọn dẹp nhà cửa cho, sáng vợ dọn thấy tội nghiệp, thấy hơn luôn đấy. Các bạn thấy giỏi ghê không? Người ở Việt Nam cuộc sống người ta luôn vươn lên đó. Nó kêu vợ lại dọn dẹp nhà cửa cho mình, thấy tội nghiệp luôn, thấy thương luôn. Cái cuộc sống người ta luôn mưu sinh nè, luôn mưu sinh bằng mọi cách hết, tuyệt vời lắm anh chị các bạn. Đừng có xem thường những cái tầng lớp lao động phổ thông nha. Đấy, mình về sắm sửa nhà cửa gần xong rồi, đây là cái biệt thự của mình đấy. bữa nay mình phê đấy, chỉ cho anh chị các bạn coi. Mình có mình phê à. Mình không có mình phê nó mới không tốt. Nhưng mà mình phê ở đây là để động viên anh chị các bạn, mình phải phấn đấu luôn,
Đây, đây là biệt thự của mình đó, 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Ừ. Không gà mình chưa có phe, bữa nay mình gần xong rồi cho nên mình phe. Đấy. Về là làm lại hết mấy hổm rồi, cho nên cũng lu bu bận rộn. Ừ. Các bạn thấy cuộc sống ở đâu cũng phải làm, chứ không phải thấy người này được rồi mình không được, sao mình không bằng người ta, rồi ngồi đó than vãn trách móc, rồi cấu kết với mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám khốn nạn ở hải ngoại có tiên kiền tầm bay tầm bạc, rồi chống phá đất nước, tối ngày ôm cái lá cờ vàng hận thù xuyên tạc tùm lum tà la, không ra cái hồn bía día gì hết, toàn là tào lao mía lao. Mấy cái đám chống cộng, tôi nói chị các bạn, 10 thằng hết 10 thằng 10 con, không có ra hồn vía gì. Từ những thành phần buôn chính trị, nghe người ta nói cờ vàng ngồi đó ôm, chàng ơi cái cờ vàng, tôi nói chị các bạn biết, bữa nay tôi chia sẻ anh chị các bạn về vấn đề cờ vàng, nhiều khi tôi nói thì nó đụng chạm tới những người mà của chế độ cũ, đành phải chịu thôi à. Đối với tôi, từ khi mà ông Dương Văn Minh ông đã tuyên bố giải thể cái chế độ Sài Gòn là coi như là không còn gì nữa, theo như tôi đó là xé bỏ cái cờ vàng đó, tại vì nó là một cái sự nhục nhã, mình đã bại trận rồi, mình người ta đã tuyên bố giải thể rồi, nó không còn là cái gì đó. Cái người Việt Nam mình ngộ lắm, cái nhất là những cái người chống cộng cực đoan, họ cứ ôm cái đó như là một cái biểu tượng của cái quốc gia của họ, mà họ đâu có quốc gia đâu, đâu có tổ quốc đâu. Rồi qua xứ người ta chạy cặm lên cái tòa Nhà Trắng, các bạn thấy nhục không? Ở Mỹ nó có vô số cờ xí, nó có vô số, tại vì cờ Mỹ nó là hiệp Trung Quốc, cờ nhà hàng nó cũng có cờ, tôn giáo nó cũng có cờ, chợ búa nó cũng có cờ, nó muốn làm cờ là nó làm cờ thôi. Nhưng đó nó chỉ là đại diện cho một cái mà gọi là doanh nghiệp hay là một tổ chức tôn giáo thôi, chứ nó không có nằm trong cái vấn đề chính trị. Mà sách cặm lên trên cái nóc nhà của White House, nhà Trắng, cái đó là một sự ô nhục, sự sỉ vả, nó sỉ vả cái truyền thống của người Việt Nam. Tại vì người Mỹ thế giới họ chỉ công nhận lá cờ đỏ thôi, các bạn nên nhớ, họ chỉ công nhận lá cờ đỏ, còn những cái lá cờ xí kia nó chỉ là một cái biểu tượng của một cái tổ chức thôi, nó không có dính líu gì trong cái chính trị cả. Các bạn thấy, ngay cả những cái mấy cái đám cờ vàng chống cộng cực đoan Mỹ, khi mà cái tòa đại sứ quán là tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco, mà được cái ông thị trưởng người ta treo lá cờ đỏ để biểu dương cái ngày quốc khánh của Việt Nam, rồi nó xúm nhau, nó kêu, nó cầm cây nó dương lên, nó nhục nhã. Các bạn biết người Mỹ, người nước hải ngoại, người nước ngoài á, người ta nhìn đó gì, người ta khinh bỉ, nó cái đám mắt ôn này, nó bị khùng điên dở hơi gì. Các bạn thấy vừa rồi nó cầm trên cái tòa Nhà Trắng vậy, nó là một cái sự sỉ nhục, các bạn biết nó sỉ nhục cái người Việt Nam ở hải ngoại, người bản xứ đó, nó khinh, nó quay qua nó khinh, nó mấy cái đám này, mấy cái đám mắc ôn, mấy đám mà thổ tả ở xứ người ta mà không có hiểu cái luật lệ về cờ xí. Các bạn thấy Mỹ nó có vô số các dân tộc trong đó, ngay cả người Mỹ Tây Cơ, các bạn thấy không bao giờ họ cầm lá cờ Mỹ Tây Cơ của họ đi xuống khi mà họ đòi hỏi cái gì về quyền lợi của họ trên một cái đất nước của người ta. Có một lần tôi nhớ ở Arizona, một nhóm tổ chức tự phát đó, nó lỡ, nó quản hồn, nó dẹp lá cờ Mỹ Tây Cơ liền, tại vì dân bản xứ nó la quá chừng, nó làm gì không có đúng,
Tại vì anh đâu có đem cái lá cờ của anh đến xứ người ta mà anh đại diện. Ý là một cái lá cờ Mexico nó là một cái đại diện cho một cái quốc gia chính thể đó, mà nó còn không là không lên, nó còn không làm như vậy. Thì các bạn nghĩ đi, trong khi đó một cái lá cờ vàng, một tấm vẽ rách đem ra và biểu dương lên, nó nhục dã man luôn. Tôi nói cái người Việt của mình, những cái người của chế độ cũ, họ còn mang ở trong lòng những cái mà họ hoài bão về cái sự ảo tưởng của một cái thể chế nó không tồn tại, mà chính những người lãnh đạo của họ đã tuyên bố là giải thể rồi, và họ cứ ôm ấp trong đó, họ nặng trong người trong đó, và họ tôn sùng một cái sự ảo tưởng nó không có tồn tại, và họ tìm đủ mọi cách để đặng mà đem nó vào trong những cái người mà kém hiểu biết ở trong nước. Đó là một cái sự đau lòng nhất. Các bạn thấy người Mỹ, họ đi lính Mỹ cũng vậy nữa, họ đi lính Mỹ, họ đi về, họ hết cái nhiệm kỳ, cái năm tháng mà họ đi lính đó, họ về họ cũng chỉ là một người dân thường thôi. Họ chỉ là một người dân thường, sống cũng phải làm ăn, cũng phải mưu sinh thôi, chứ không phải rồi họ đi lính xong rồi về là cứ là tôi là phải là lúc nào cũng là lính hết, cũng phải là lính hết. Còn cái người Việt của mình, các bạn thấy ô tao là Việt Nam Cộng Hòa, chàng ơi, tôi thấy mà phải mà làm được cái gì cho tốt, phải làm được cái gì mà nó có cái gì mà nó hay, mà mình sống thì chỉ làm gọi là còn Mỹ thì còn cái thể chế đó, Mỹ rút chạy ra cuốn cờ, mình chuối nhào xuống biển, Nguyễn Văn Thiệu ngồi khóc chửi Mỹ, quay qua chửi Mỹ. Các bạn thấy nó nhục nhã đến độ mà nhiều người vẫn còn ôm ấp. Bởi tôi nói thật sự, nhiều khi nó đụng chạm những cái người mà họ kết bạn với tôi, hay là những người của chế độ cũ, các bác các anh quên đi, dẹp nó qua một bên đi. Nó đừng để nó tồn tại nữa. Tôi nói thật đó, đừng để nó tồn tại trong tâm trí tâm não của mình nữa. Tại vì nó sẽ mang cho mình một cái sự nặng chịu, giống như ông Nguyễn Cao Kỳ vậy, mới là một con người hiểu biết. Tôi làm không được thì phía bên kia người ta làm được thì hãy ủng hộ họ, chứ không phải ngồi đó nuôi nấng một cái lá cờ. Các bạn thấy những người mà sĩ quan mà được huấn luyện của chế độ cũ mà họ có sự hiểu biết bài bản đó, họ hiểu được, tại vì họ có cái sự kiến thức. Ui, nó xong rồi, mình không còn làm được gì, chứ không phải ngồi đó trong nhà thì lúc nào cũng thờ cái lá cờ đó, rồi ôm ấp, rồi dạy lại cho những cái đứa trẻ, những cái người họ không hiểu biết cái sự sai lầm đó. Bởi vậy tôi nói anh chị các bạn, cái người Việt của mình đi ra hải ngoại, báo của nước ngoài nó survey á, nó thống kê đó, là mình là một cái dân gọi là hạng ba, mình vẫn còn thua kém cái dân khác, chỉ được vài người, một số nhỏ nào đó được thành công thôi. Tại vì những thành phần đó nó ăn học, nó lớn lên ở trên đất Mỹ, và nó được huấn luyện á bởi cái người Mỹ, thì một số nhỏ thôi à, nó trở thành trong cái quân đội của Mỹ hay là những cái khoa học của Mỹ, thì họ cũng đóng góp vào trong Mỹ rồi. Mà mấy ông của chế độ cũ, mấy bà của chế độ cũ, ôi thôi ngồi đó kiểu mà thấy sang bắt hoàng làm họ, chàng ơi, sống ở xứ người ta. Tôi nói chị các bạn biết, mình phải cố gắng học hành làm ăn, nên thân nên người. Bởi vì mình sống, cái người Việt của mình đi ra hải ngoại rồi, ở trong nước thì còn đỡ nha, ở trong nước thì còn đỡ, ra hải ngoại rồi tôi nói hơi quá đáng, bỏ quê hương, bỏ tổ quốc, đem chất xám ra đi, bây giờ ngồi đó khóc lên khóc xuống, nói hơi quá đáng. Qua xứ người ta làm cu ly, làm lao nô, đi làm chết mẹ luôn. Tôi nói nhiều khi cũng bức xúc, mình ra mình cũng muốn chửi thiệt á, tôi cũng là con người thôi. Nhiều khi thấy nó đau lòng lắm anh chị các bạn, trong khi đó quê hương đất nước
Các bạn thấy bữa nay chủ nhật rồi mà người ta cũng cố gắng người ta làm, tại vì thợ thầy họ cũng tranh thủ họ làm cho xong công việc. Các bạn thấy người ta mọi tầng lớp xã hội đi ra ngoài đường, tôi thấy tôi đi mua đồ, tôi thích mua những cái người mà họ bán dạo, bán dọc đường vậy đó, mình ngồi mình tâm sự, mình nói chuyện với họ. Có cái em đi từ ở Nghệ An vô trong này sắm chiếc tàu mọt đi bán đồ sống, chén chén bát gỗ rồi đủ thứ hết, mua tôi mua cho một đống, em chở tới nhà luôn. Các bạn thấy rất là thương cái cuộc sống ở quê nhà, những người những tầng lớp lao động họ mưu sinh, họ mưu sinh đủ kiểu đủ cách hết. Cho nên mình đừng có than phiền, ngồi đó cứ than phiền. Ồ, mình đi xa quá, nãy giờ mình nói tới đâu rồi không? Chàng ơi, cái internet nó rớt mình không hay. Có gì mình like lại cái phần khác, cái mình xem lại nha. Sau xin chào anh chị các bạn.